first saw you, you were smiling, and I was too. You look beautiful, just like you always do. I was thinking that we could be best friends. I was hoping that this would never end. You were skeptical, but I was confident. Cause you were all I ever saw since day one. Oh, you were all I ever saw since day one. I remember when I thought I was through with the crazy things that love could do. Never thought that I would find somebody like you. Was it how you laughed or that summer rain that made all my fear seem to fade away? In that moment I knew you were here to stay. It's you, you're all I ever saw since day one. Of you, you're all I ever saw since day one. Ngày là ngày lành tháng tốt, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2022 thì được sự nhất trí của hai gia đình. Thì hôm nay chính thức là gia đình nhà trai tới gia đình nhà gái để tổ chức một cái lễ long trọng, ý nghĩa và để kết duyên cho hai cháu được lên vợ lên chồng, đoàn được gửi lời với nhau. Since day one. Lúc nào cũng là phải có với nhau cái ý, cái nghĩa để là lưu tới mãi mãi. Thì xin thay mặt bên họ nhà gái cũng trước những thế của bên họ nhà trai đã trao cho họ nhà gái. Thì bây giờ đến tiếp tục bên chương trình là xin mời đại diện hai bên ba mẹ của hai cháu vào thắp hương cho smile every time I think of the first night that we kissed. You waited in the doorway till I finally pulled you in. I've never found a wine intoxicating as your lips. I knew right then I never want another pair of them. Lời đầu tiên tôi xin thay mặt nhà gái xin kính chúc cụ ông cụ bà quan viên hai họ là sức khỏe hạnh phúc. Và qua đây cho tôi xin gửi lời cảm ơn sự nhiệt tình và tôn trọng của bên họ nhà trai đã dành cho họ nhà gái chúng tôi. Thì kể từ giờ phút này chúng tôi xin được nhận cháu Nhật Long là con rể của gia đình và cũng xin gửi gắm cháu Dina làm dâu cho bên họ nhà trai. Eternity wrapped
In one space and time, it's in your eyes, dressed in white to be my bride. I found love and courage are like two hearts in a dance. Wherever the one goes, the other dares to take a chance. So I took a knee, now I get to take a hand. And with you by my side, I'm stronger than I've ever been. Oh, baby, there's no way that I won't cry. When I see you walking down that aisle, all eternity wrapped in one space and time, it's in your eyes, dressed in white to be my bride. Thời khắc này, cái thời gian này, cái thời điểm này, với tư cách là tư cách tình cảm, tâm tư của một người bố. Khi con gái đi lấy chồng thì xin báo cáo với đây các cô, các bác, các anh, các chị là rất là xúc động, rất là nhiều cảm xúc rất là khó nói, nhưng cũng mong rằng là một cái điều đầu tiên đó cũng là điều duy nhất cuối cùng, thì chúng ta cũng mong cho hai cháu yêu thương nhau thật sự, hai gia đình thông gia có một cái tình cảm bền chặt hơn. Con gái tôi thì sinh ra lớn lên ở tại nước Đức, cho nên là cũng cháu cũng thứ nhất là nhỏ tuổi, thứ hai là cũng có nhiều cái bỡ ngỡ về cái này cái kia, nhất là phong tục tập quán của người Việt Nam, thì cũng hết sức là mong muốn anh Lân Thanh cũng như các cụ, các ông, các bà, các bác bên nhà trai tạo điều kiện cho các cháu nói chung và cho cháu Linh Na nói riêng được một cái sự giáo dục dạy dỗ để cho cháu có một cái hành trang làm con dâu, làm cháu dâu và làm con cái của gia đình bên nhà trai. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và bây giờ đây gia đình chúng tôi có một ly rượu. Never laughed as free as I did beneath the trees. Hearing you tell stories while I tried to sit and read. I've seen my share of storms, but in your voice I found my peace. So I laugh until my stomach hurts while you lie there next to me. But baby, there's no way that I won't cry when I see you walking down that aisle. All eternity wrapped in space and time, it's in your eyes, dressed in white. Courage are like two hearts in a dance. Wherever the one goes, the other dares to take a chance. So I took a knee, now I get to take your hand. And with you by my side, I'm stronger than I've ever been.